Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cập nhật Liên minh huyền thoại đơn giản nhanh nhất nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ vô trang web Liên minh huyền thoại. Sau đó mình sẽ chọn tới ngày mà có cập nhật phiên bản mới. Mình sẽ chọn thông báo cập nhật phiên bản. Sau đó mình sẽ tải xuống phần cập nhật bản cập nhật mới đây. Sẽ đợi tầm 1-2 phút gì đó. Tải cái này thì nó sẽ nhanh hơn là mình sẽ tải ở trên trang ứng dụng Garena. Tải cái đó có khi mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Cái này gọi là cập nhật thủ công nha. Cho nên nó có hướng dẫn hết này. Sau khi tải về xong, trước khi cập nhật là mình khuyên các bạn là nên thoát cái tài khoản Garena của mình ra, thoát luôn. Tại vì khi mà mình mở tài khoản Garena mình vô game á, nó sẽ tự động nó cập nhật trong đó. Và khi mình chạy thêm chương trình này nữa, nó sẽ hai cái nó sẽ đè lên nhau, thành ra nó sẽ bị lỗi. Mình phải thoát cái này chứ đi. Sau đó mình nhấn vô phần tải về này. Mình chọn run. Tiếp. Sau đó mình chọn tới thứ mục mà mình đã lưu game Liên minh huyền thoại. Mình thì mình lưu ở OD. OD mình file Liên minh huyền thoại. Chọn thứ mục 32787 nè. Các bạn nhấn OK. Các bạn nhấn cài đặt. Cho mình nó cập nhật rồi nên mình sẽ không nhắn nữa. Mà nhắn xong sẽ đợi nó chạy khoảng 20 phút, 20 25 phút gì đó. Khi mà chương trình nó chạy xong á, mình sẽ kết thúc, nhấn finish kết thúc. Cái này do mình đã tải rồi nên mình sẽ không nhắn nữa nha. Sau đó mọi người vào Garena. Đăng nhập. Chọn game. Ở tại đây nó sẽ hiện lên cái mục update nữa. Update này là cái update để cho cái thông số các chỉ số cập nhật nó sẽ đồng bộ với nhau. Những việc nó giải nén rồi hết vậy đấy. Mình sẽ nhấn update một lần nữa. Mình sẽ đợi khoảng 15 phút nữa. Sau khi chạy xong là sẽ các bạn sẽ chơi được. Tính ra thời gian mình update cả hai lần như vậy là sẽ khoảng tầm nửa tiếng hoặc là hơn. Còn mà nhấn cái update không mà lúc mà chưa tải phần cập nhật thủ công về á, có khi sẽ tốn 1 tiếng mấy đồng hồ, 2 tiếng, rất là lâu đấy. Nên mình khuyên các bạn là cập nhật theo hướng dẫn của mình đơn giản hơn. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi, thấy hay thì đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn.